giàu cũng chết, nghèo cũng chết, đẹp cũng chết, xấu cũng chết, buồn cũng chết, vui cũng chết, trước sau gì cũng chết. Tại sao chúng ta không vui mà sống? Và bài giảng này chúng tôi cũng xin được phép trích ở trong kinh. Đức Phật Ngài dạy có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là họ sống ở ngoài vui nhưng mà ở trong buồn. Hạng người thứ hai là họ sống ở ngoài họ vui, tức là thân họ vui mà tâm họ cũng vui. Hạng người thứ ba là ở ngoài thấy họ buồn, những cái sắc pháp họ buồn, nhưng mà ở bên trong thì sao? Họ vui. Và hạng người thứ tư là ở ngoài buồn mà ở trong buồn luôn. Trong hệ thống kinh tạng Nikaya, Đức Phật Ngài hay ví dụ những cái trường hợp, nó bốn cái trường hợp như vậy. Ngày thường Ngài ví dụ như là xoài cũng vậy, ở ngoài thì sống mà trồng chín, có những trái xoài nó lạ. Mà chúng tôi cũng thấy rồi, xoài Thái Lan á, ở ngoài thấy xanh lè xanh lét à. Hồi xưa mình đọc kinh thì mình thấy nó cũng lạ, nhưng mà sau này mình nghĩ chắc không có. Nhưng mà sau này mình thấy xoài Thái Lan nó vậy đó, ở ngoài thấy xanh lè nhưng mà trong chín ngọt. Nhưng mà có những cái loại xài đó là ở trong, ở ngoài thì nó sống nhưng mà trong nó cũng sống luôn. Có những cái trái xanh lè xanh lét ở trong nó cũng chu lè chu lét luôn, không có chín. Có những loại xài thì ở ngoài nó chín, ở trong nó sống. Thấy ở ngoài dằn khè vậy mà gọt ở trong nó sượng ngắt. Và có những trái xoài thì ở ngoài nó chín, ở trong nó cũng chín luôn. Rất nhiều cái trường hợp Đức Phật hay ví dụ, trời gầm mà không mưa. Có những khi mà trời gầm mà lại mưa. Rồi có những lúc trời không gầm rồi trời lại mưa. Nhưng mà có khi trời không gầm, trời cũng không mưa luôn. Vì lý do chúng tôi chọn cái đề tài là vui để sống hay vui mà sống, chúng tôi cũng mong rằng là Phật tử chúng ta có được cái đời sống dù hoàn cảnh nào chúng tôi cũng an nhiên tự tại để mà sống. Ai là những người con Phật? Phải thức tỉnh thức thời, sống trong cơn buồn thuận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn hoạn nạn sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an. Trong núi nọ làm chi cho nhọc, ai là những người con Phật? Phải thức tỉnh thức thời. Thức tỉnh ở đây có nghĩa là phải gì? Phải chánh niệm. Tỉnh thức là chánh niệm. Chánh niệm chúng ta hiểu một đơn cách đơn giản là một sự tỉnh thức. Khi chúng ta tỉnh thức biết mình đang làm gì, đang nói gì, đang suy nghĩ gì, thì cái người đó được gọi là có chánh niệm. Còn thường thì chúng ta sống dễ vui quên mình,
gọi là bị cuốn theo trần cảnh. Đa phần là chúng ta bị như vậy. Là cảnh mà nó vui á, cảnh thuận á, thì mình thấy nó vui. Mà cảnh buồn á, thì mình thấy nó buồn. Cảnh đây thì gồm có cảnh sắc. Cảnh gì? Cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh sắc là đối tượng của con mắt. Thấy cái cảnh mà nó buồn, lòng mình vui không được. Nhưng mà thấy cảnh vui cái mình vui. Cho nên nhiều người ở một chỗ hoài, cái nhìn cảnh cái tâm nó chán, nó buồn. Cái muốn vui cái phải đổi cảnh bằng cách là đi du lịch. Đó. Đi đến cái cảnh mới á, mình thấy vui. Nhưng mà rồi cái sự giải quyết cái nỗi buồn này á, nó là tạm thời. Tạm thời dựa vào yếu tố khách quan. Bởi vì sao? Bởi vì mình đi du lịch mình vui rồi thì cũng đôi ba bữa à. Rồi thấy cảnh nó cũng buồn. Bằng chứng là chúng tôi có đọc một cái bài thơ của một cái người nước ngoài, hình như là người Trung Hoa. Ông có viết bài thơ như thế này: là mù tỏa lô sơn sống triết giang, khi chưa đến đó hận muôn ngàn, đến rồi thấy không là gì cả. Rồi ông kết luận là đúng là mù tỏa lô sơn sống triết giang. Thì tạm thời chú thích cái bài thơ này là có một cái người mà khi họ nghe người ta kể về một cái danh lam thắng cảnh như là cảnh Bồng Lai tiên cảnh rất đẹp, một trong tứ danh lam thắng cảnh, là ở đó nó có một cái cảnh là sương mù, mù tỏa, nó tỏa khắp quanh một cái núi Lô Sơn, rồi có một cái thác đâu gần đó nữa, nó đổ xuống, nó tạo thành những cái bọt nước trắng xóa, tạo ra một cảnh tuyệt trần mà nhiều khách tham quan du lịch đến đó về kể là cảnh đẹp lắm. Giống như hôm nay chúng tôi đi lên Sơn Trà, đi qua Sơn Trà với chùa Linh Ứng, thì cảnh trên đó nhìn cũng đẹp như vậy, tức là đứng trên cao nhìn xuống ngắm biển, gió lồng lộng đẹp. Thì khi mà mình đi rồi mình về mình kể, thì cái người chưa đi thì họ cảm thấy tiếc nuối và họ có vẻ mong muốn một ngày nó được đi. Nhưng mà khi mà họ cố gắng, họ sắp xếp, họ đi được rồi, họ lên tới trển rồi thì họ thấy nó cũng bình thường. Mới đầu lên thì cảm giác chút, ở chừng một tiếng đồng hồ họ thấy là nó bão hòa từ từ. Mà ở đâu chừng 4-5 tiếng mà thấy nó ngán rồi đó. Mà trời mà tối tối xuống xíu thôi đi về cho lẹ chứ ở đây làm gì. Thì cái ông này á, ông cũng nằm trong cái trường hợp đó. Tức là khi người ta đi tham quan một cái thắng cảnh xong ta về ta kể lại thì ông rất thích. Bởi vì lý do ông không có thời gian, điều kiện đủ để ông đi, cho nên ông tức lắm. Chẳng mới biết câu là mù tỏa lô sơn sống triết giang, khi chưa đến đó hận muôn ngàn, tức là tức lắm, buồn lắm, chưa được đến cái cảnh đó. Rồi ông cố gắng ông đi, cuối cùng thì ông cũng đi được. Ông nói đến rồi thấy không là gì cả. Thì ông mới viết cái câu thứ tư là đúng là mù tỏa lô sơn sống triết giang. Thì ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là nó có hai cái chữ mù. Cái tiếng Hán nó lạ lắm, nó nhiều khi đồng âm mà bất đồng nghĩa. Cái chữ mù của câu đầu tiên là diễn tả một cái cảnh là mây mù, sương mù, tạo lên một cảnh quan nó lãng mạn, giống như Bồng Lai tiên cảnh vậy. Mây văng, mây nó mù, nó văng 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 lên núi nữa. Mây bay trên ngọn núi, đỉnh núi. Thì cái chữ mù đó là mang cái tính gọi là cảnh đẹp. Nhưng mà cái câu thứ tư là nó cũng là cái âm là mù. Nhưng mà cái này là mù là đuối. Mù đây là ngu.
Nghe người ta đồn thổi cái cảm xúc được, cái chạy lên đó ngắm. Mà lên ngắm rồi thì thấy lại không có là gì hết. Một chút sau cái mình thấy cái cảnh nó bảo hòa với cái tâm mình, thì nó đúng là ngu thiệt. Giống như ông bà mình ngày xưa hay nói một câu là thấy người ta ăn khoai cái giác mai đi đào vậy đó. Nghe người ta về ta kể cái là muốn đi dữ lắm, mà khi mà chưa được đi thì tức lắm, mà đi rồi thấy nó bình thường. Thì của chúng tôi muốn nói rằng là mình phải giữ cái niềm vui trong tâm á, bên trong á, thì nó hay hơn là cái niềm vui ở bên ngoài. Mình lạ lắm, có những cái niềm vui mình thấy nó kỳ, đó là dựa vào cái người khác, dựa vào yếu tố khách quan, không hiểu sao gần cái người đó mình thấy vui, mà xa người đó thì buồn. Như vậy thì mình mang một cái tính là bị lệ thuộc vào cái yếu tố khách quan. Cho nên ai là những người con Phật phải thức tỉnh thức thời. Đó, hôm nay chúng tôi muốn quý vị phải thức tỉnh ở chỗ này. Sống trong cơn buồn thận cũng vui, nó lạ. Nếu cái người mà không làm chủ được tâm mình thì sống trong cơn buồn làm sao mà vui được. Nhưng mà cái người tu Phật thì họ lại vui. Đó, mình phải khác hơn cái người không tu. Cái người bình thường thì gặp chuyện hên, thuận cảnh, may mắn, gọi là thuận duyên. Cái cảnh nó thuận duyên, mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếu thân chạm, mà nó phù hợp với cái tâm của mình á, tạm gọi là thuận duyên á, thì mình thấy nó vui. Nhưng mà nó nghịch với tâm mình thì không, mình không thấy vui được. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn quý vị là gì, ai là những người con Phật thì phải ráng làm sao thức tỉnh thức thời. Sống trong cơn buồn thuận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích, thì cái này nó rất là khó. Nếu mình tập được á, thì mình sẽ mong, mình không có mong rằng là cuộc đời của mình gặp được những cái thuận duyên, những cái may mắn, mà mình chỉ mong rằng tâm mình nó vững chắc để vượt qua những cái nghịch cảnh đó. Mong cái tâm mình nó sẽ kiên cố, thức tỉnh, giác ngộ, hiểu rõ để mình vượt qua được những cái nghịch cảnh đó. Đó mới là điều mà chúng ta mới được gọi là cái người tu Phật. Chúng tôi hay ví dụ như thế này, người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui bởi gì. Người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Đó. Hiểu cái câu này không? Thấy hay cho con tràng vỗ tay. Có cái hình ảnh là có thù phải trả mới là quân tử, mới là anh hùng. Nhưng hôm nay mình học Phật thì nó lại ngược lại. Có thù mà không trả mới là anh hùng, chứ trả là bình thường. Thí dụ như người ta gây phiền não cho mình, mình phiền não lại là chuyện bình thường. Người ta gây khó chịu, mình khó chịu là chuyện bình thường. Người ta gây cho mình sân hận là chuyện bình thường. Nhưng mà người ta gây cho mình phiền não mà mình không phiền não thì mới là người đáng khen. Người ta thiện với mình thiện với họ là bình thường. Người ta không thiện với mình vẫn thiện với họ thì đó mới là người tu. Vừa rồi trên mạng xã hội nó có xảy ra cái trường hợp một cái vị lạc ma mà bị cái cô gái đó hiểu lầm, mình tạm gọi gì hiểu lầm, có trách lầm. Nhưng mà rồi cái vị sư này cũng không phân bua, không phản kháng. Nếu cô cho tôi có lỗi thì tôi xin lỗi. Thì trên đó nhận định rằng đây là một cái vị mà tạm gọi là đúng với cái pháp nhà Phật. Có nghĩa là người ta tốt với mình tốt lại với họ là chuyện bình thường. Nhưng mà giờ người ta không tốt với mình, ta gây phiền não cho mình vẫn tốt với họ, thì đó mới là người tu. Đúng với câu chúng tôi nói là hãy ai là những người con Phật phải thức tỉnh thức thời.
sống trong cơn buồn thận cũng vui, sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn hoạn nạn thì sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn thì sống cảnh an nhàn, thì lúc bây giờ mới đứng nơi đâu cũng thấy tâm an. Đó. Ở nhà cũng an mà đến chùa cũng an. Còn mình ngộ lắm, đến chùa thấy cái tâm mình nó mát chút, khỏe một chút, mà ở nhà thấy nó sao bực bội nóng nảy. Thường thì khi mình về nhà thì cái tâm mình dễ sân si lắm. Chúng tôi có một số người quen hay nói rằng là không hiểu làm sao khi mà đi sang nhà người bạn á, sang nhà người bạn mình á, lỡ mà đứa con của người bạn mình mà làm gì sai á, cái người bạn mình chịu không nổi á, kiềm chế không được, cái nóng lên la cái đứa con. Mình là cái người khách á, mình đến cái mình thấy vậy cái là mình sao, mình khuyên hay lắm. Nói thôi chị ơi, bỏ qua đi, nó còn nhỏ mà, từ từ rồi dạy. Chị nóng nảy làm chi, sân si làm chi, rồi tăng xong tiểu đường, rồi huyết áp, rồi tai biến, rồi chết vợ. Khuyên người ta, cái ta nghe ta sợ. Nó sợ. Cái người bạn mình á, được mình khuyên cái bớt nóng liền. À, thấy cũng có lý. Con cái mà nó phạm lỗi nhiều lắm. Thì thôi, mình là người mẹ thì mình cứ bao dung tha thứ, rồi từ từ rồi mình uống nắng dài. Cái người cứ khuyên vậy. Nhưng mà ở nhà người ta thì khuyên hay đó, nhưng mà về nhà mình mà con mình mà lỡ cái làm gì sai, trời ơi, tam bành lục tặc lên, nổi sân lên. Cái trường hợp này chúng tôi hay nói một câu là tu dùm thì giỏi, mà tu cho mình thì dở. Mà lạ một cái là không biết từ đâu mà mình tu dùm giỏi lắm. Mà tới phiên mình thì lại không tu được. Vì vậy chúng tôi hay nói vui là tu chùa, tu chợ, tu nhà, tu đâu cũng được, miễn là có tu. Khi tu thì phải ra tu. Chứ nhiều khi mình tu miệng thì nam mô, nhưng mà lòng mình nó không phải là một cõi bồ đề, mới là một bồ dâu găm là chết. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn là chúng tôi phải nằm ở trong cái trường hợp là ở ngoài mình vui, ở trong mình cũng phải vui. Có bốn cái trường hợp. Có những người ở ngoài họ ráng tạo cái bề ngoài ra vẻ là mình rất là an nhiên, rất là tự tại, nhưng mà trong lòng của họ như lửa đốt vậy đó. Cho nên mới có một câu là miệng ta cười, ai biết lòng ta khóc đó. Mắt ta vui, ai biết dạ ta sầu. Trời không lạnh sao lòng ta buốt giá, mà phố đông người sao ta cảm thấy cô đơn. Bên ngoài thấy họ rất là niềm nở vui vẻ, rồi riết cái có một người, một số người họ thấy vậy, họ mới nói là những người mà hay cười là những người đó họ mượn cái nụ cười để họ che lấp cái sự đau thương. Không biết đây có không á, có những người vậy. Nó có ba cái lẽ sống. Cái lẽ sống thứ nhất là lấy mình làm trọng. Có nhiều người họ tự xem họ là giống như là cái trung tâm của vũ trụ. Tất cả đều là lấy bản thân họ làm trọng. Thế là họ thể hiện, họ thể hiện cho mọi người thấy rằng là bản thân họ rất là quan trọng, là giỏi giang. Bắt đầu sanh ra cái bệnh là nổ.
Để rồi nó có một câu nói là khả năng thì giới hạn, mà lựu đạn thì vô biên, nổ dữ. Nhưng mà có một số người thì họ lấy đời làm trọng mới ghê, là họ nhìn đời để họ sống. Tức là người ta xu hướng của đời như thế nào, những cái sự kiện xảy ra ở trong xã hội này hiện nay nó đang ở cái góc, cái sự kiện nào mà hot, sự kiện nào mà gây tiếng vang lớn, bắt đầu họ bu theo, đu theo, là đu trem theo, cũng thể bắt chước theo gì vậy đó. Tức là cứ xem thời cuộc như thế nào để mà chạy theo. Thì cái trường hợp này chúng tôi hay nói đùa rằng là ngu cũng chết. Trường hợp thứ hai là khôn cũng chết, chứ không phải mà bu theo mà xu hướng đâu. Chỉ có cái người thứ ba là lấy pháp làm trọng. Lấy pháp làm trọng. Pháp đây là những cái lời dạy của Đức Phật, nó có cái công năng chuyển hóa từ khổ đau đưa đến hạnh phúc. Đó là lời dạy của Đức Phật. Mà chúng tôi hay nói vui rằng kể cả cái ngọt ngào trong tình yêu, nếu không có pháp thì cũng mệt. Tình yêu hai tiếng ngọt lành như trái cây chín trên cành nâng niu. Tình yêu say đắm bao nhiêu nếu không có pháp như diều đứt dây. Cho nên hôm nay chúng ta có duyên lành được đến chùa Tam Bảo để sám hối theo thông lệ, và chúng ta được nghe cái pháp. Và nghe pháp là được Đức Phật ngài xếp trong bốn điều khó. Khó gì? Khó được. Như học kinh Nguyên Thủy, chúng ta có nhớ Đức Phật dạy bốn điều khó được không? Điều thứ nhất là gì? Kicho manusapatilapho, là được sanh làm người là khó. Kichang macha na chi vi tăng, được làm người sống lâu là khó. Rồi cái chăng sát tham mát sá quá năng, được nghe chánh pháp là một điều khó. Cái chô bút tha nó múp ba đồ, được gặp Phật ra đời là khó. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời. Được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Và trong bốn điều khó này, chúng ta xét thử coi mình được mấy điều. Điều thứ nhất, chúc mừng quý vị đã được sanh làm người. Phải tự mình học kinh Phật thì mình phải ứng dụng. Điều thứ hai là được làm người, mình cũng thuộc cái dạng là sống lâu. Vì sao? Vì có những chúng sanh á, chết trong bụng mẹ, chưa kịp chào đời đã chết. Có những chúng sanh vừa chào đời mở mắt ra là chết. Rồi khi mà chào đời mở mắt ra có sự sống rồi đó, chúng ta biết không, bao nhiêu là cái sự nguy hiểm rình rập, có thể lấy đi mạng sống của mình lúc nào không biết. Nào là bệnh tật, nào là sự nguy hại, tai nạn thình lình bất ngờ nó đến với mình bất cứ lúc nào. Có nhiều người ở trong nhà cũng chết, ra đường cũng chết, đi xe cũng chết, rồi thức cũng chết, ngủ cũng chết. Nó đến mình, cái sự chết nó, cái vô thường nó đến với mình là bất cứ lúc nào, không có đón trước được. Vô thường không hẹn chờ ai trước hết. Khi dứt nghiệp trần thì phải ra đi.
Thấy được điều này, chúng ta hôm nay chúng ta sống còn ngồi để thở là chúng ta là một trong được cái điều khó thứ. Cụ thể như qua cơn đại dịch vừa rồi, bao nhiêu người đã chúng tôi không dám nói nữa, mà mình còn ngồi đây thì mình thấy rằng đó là cái điều này rất là khó chứ không phải giỡn đâu. Nhiều người bây giờ không biết ở đâu rồi, mình còn ngồi ở đây nghe pháp. Cho nên cái điều mình quán xét thì mình thấy là khó, còn mình không quán xét thì mình không thấy cái gì khó. Thấy cũng sống nhăn răng này, có chết ai đâu, thậm chí sống hùng sống mạnh nữa. Nhưng mà cái chết nó đến bất cứ lúc nào, cho nên đó là được làm người rồi đã mừng rồi, nhưng mà cái khó thứ hai là phải sống lòng. Rồi cái điều khó thứ ba là được nghe chánh pháp. Hôm nay nếu như quý vị là cái người có trí tuệ, quý vị nói trời mừng, giờ này mình còn ngọt chịu ngồi nghe pháp. Tại pháp của Đức Phật á, mà chúng ta chịu nghe là phải dùng danh từ là rất là có duyên, chứ không phải ai đến đây mà cũng chịu nghe đâu. Rồi mình xét đi, hôm nay đến đây là bao nhiêu người, ví dụ đầy cái chánh điện này, mình cho là 100 người đi, rồi 100 người ngồi nghe, mấy người nghe, mấy người phóng tâm, rồi trong mấy người nghe đó là mấy người hiểu, rồi cuối cùng trong mấy người hiểu là mấy người tu tập. Chúng tôi nghĩ đến cái giai đoạn này chắc không có ai luôn. Nếu mà đó, nó khó là khó chỗ đó đó, khó được nghe chánh pháp. Rồi điều thứ tư là khó gặp Phật ra đời. Mình không được cái điều thứ tư, nhưng mà mình cũng còn may mắn là sanh ra trong thời kỳ còn Phật pháp theo tinh thần Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy, thì giáo pháp của Đức Phật nó vẫn có tuổi thọ. Trong kinh nói chỉ có 5.000 năm chẳng thôi, mà hôm nay là đã 2.566 năm rồi, tức là đã qua nửa cái tuổi thọ rồi đó. Dùng cái từ là qua nửa đời người rồi, thì còn có 2.400 mấy năm nữa thôi là hết. Mình cũng may mắn là cái kiếp này mình làm người mà lại có niềm tin biết Phật pháp mà chịu vô đây ngồi nghe nữa, thì cái đó là chúng tôi tạm gọi là mình không gặp Phật ra đời, nhưng mà còn được nghe cái giáo pháp của Đức Phật. Gặp được giáo pháp của Đức Phật thì mình tạm tính đi nghe, tức là mình tự mình tạm tính cho mình là được nửa điều. Tức là những chúng sanh thì không gặp Phật mà cũng không gặp được giáo pháp. Rồi bây giờ chúng tôi nói vậy để làm gì? Chúng tôi vậy là chúng tôi muốn báo cho quý vị biết là chúng ta đang có với một cái số vốn 3.5 trên 4 điều. Nếu tính phần trăm thì chúng ta cũng phải được 80-90 về phần trăm trong tổng số 4 điều khó được, mà được 3.5 rồi. Với cái vốn liếng quý báu như vậy thì chúng ta phải cố gắng tu làm sao, mà chúng tôi hay nói nó vui một tí, đời một tí, là phải từ huệ đến lời. Chứ tu mà lỗ vốn là không được. Tại sao chúng tôi dùng cái từ là tu làm sao để từ huệ đến lời? Mà chúng tôi muốn quý vị là đời sau tối thiểu nha, huệ vốn á, là sanh lại làm người nữa, rồi cũng lớn lên, cũng có niềm tin nơi Phật pháp, rồi cũng biết quy tam bảo, cũng đến chùa nghe dân kinh pháp tiếp. Thì cái này gọi là gì? Huệ. Có phước hơn tí nữa thì mình sẽ làm chư thiên, mà chư thiên chánh pháp á, chư thiên hậu trì chánh pháp á. Chư thiên nó cũng có hai loại, một loại chánh kiến, một loại tà kiến. Loại thì hậu trì Phật pháp, còn loại thì lo dễ vui quên mình hưởng phước không à. Là ăn trái mà không tiếp tục trồng cây, là hưởng phước chứ không biết tu.
Thì nếu mà mình có lời thì mình lại sanh về chư thiên, mà chư thiên mà có chánh kiến á thì tạm gọi là lời. Chứ đừng có kiếp này mà đang làm người, kiếp sau cái mình lỡ mình lọt vô bốn đường ác đạo đó là lỗ nặng. Lỗ nặng tức là lúc đó là mình mất cả chì lẫn lẫn chày đó, ý chúng tôi vậy đó. Tức là chúng tôi nói pháp một cách hình ảnh thôi, xin phép quý vị nó hơi thô một tí, nó không có văn chương sách vở, nhưng mà nó hơi thô một tí, nhưng mà nó rất là hình ảnh. Và chúng tôi muốn quý vị là với cái số vốn chúng ta, Đức Phật dạy là bốn điều khó được thì mình được ba điều rưỡi khó được. Với cái tỷ lệ này là mình quá bán rồi, tạm gọi là cũng khoảng 80-90% rồi đó. Nếu mà chia ra 6 phần 6 thì mình được khoảng 80-85% rồi. Thì cái vốn của mình nó nhiều như vậy thì mình ráng tu làm sao hãy từ huề đến lời, giống như mình đi kinh doanh buôn bán vậy. Một tối thiểu là huề, và hơn nữa là mình lời, chứ đừng có để lộ vốn. Thì trở lại cái đề tài của chúng tôi là quý vị phải vui mà sống. Thì mình là người con Phật, mình quy y đến Đức Phật, mình tự xưng là mình là Phật tử, thì không ít thì nhiều thì mình cũng phải giống Phật một tí. Đức Phật thì hoàn toàn thanh tịnh và an lạc. Mình nhìn gương lên gương mặt của Đức Phật hoàn toàn thanh tịnh an lạc. Mà mình được gọi là cái người Phật tử tu theo Phật thì phải sao? Cũng phải an nhiên tự tại. Tu theo Phật thì an nhiên tự tại. Dẫu thế nào tâm mãi an vui, tùy duyên tùy lúc tùy nơi, thực hành lời Phật đời đời an vui. Thì mình làm sao đời đời an vui? Mà tối thiểu thì mình cũng phải có sự an vui. Tại vì nãy chúng tôi có tán dương ăn Đức Pháp Bảo là gì? Là có công năng là phương linh dược. Nghe cho kỹ nghe, Pháp Bảo là một phương linh dược chuyên trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sinh. Ai có niềm tin trong sạch, tu tập và thực hành theo Pháp Bảo thì sẽ được sự hạnh phúc an vui trong hiện tại cũng như trong tương lai. Mấy nay vui đời sao vui đó. Vì vậy mà chúng tôi hay nói một câu là không có cái vui nào bằng vui vui pháp. Tại mấy cái vui khác á, vui đó khổ đó. Hiện tại vui nhưng mà tương lai gì khổ. Chỉ có vui với pháp á thì hiện tại vui mà tương lai vui. Trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Quý vị xét thấy câu này rất chí lý. Trong tất cả những cái tình thì không có cái tình nào bằng tình mẹ. Vì cái tình mẹ nó có trong ta từ thở tượng hình, đến với ta qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay triều mến, qua dòng sữa bổ dưỡng và qua giọng hát ngọt ngào. Quý vị thấy có cái tình nào trên thế gian này mà nó sớm và nó sâu lắng mà nó bằng cái tình mẹ không? Những cái tình khác thì khi nào chúng ta lớn lên mới có. Kể cả tình bạn, tình thầy trò hay là tình yêu hay là vân 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 thì cũng phải lớn lên mới có. Nhưng mà riêng cái tình mẹ thì nó có sớm lắm. Khi người mẹ biết mình có mang ở trong bụng chưa biết hình hài như thế nào là đã có cái tình đó rồi. Cho nên chúng tôi mới dám khẳng định là trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Và không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Không có cái biết nào bằng cái biết đủ.
Không có cái vui nào bằng cái vui pháp. Và cuối cùng là không có cái buồn nào bằng buồn ngủ. Nghe thì nó hơi dí dỏm nhưng mà nó mang cái tính triết lý sâu lắm. Chúng tôi mượn một cái lọt như vậy để chúng tôi muốn minh chứng rằng là không có cái vui nào bằng vui, vui pháp. Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp chôn vùi thế thế nhân. Vì những cái niềm vui đó nó sẽ có cái buồn. Và chúng tôi hay nói vui một câu rằng là có vui thì sẽ có buồn, có sướng có khổ vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử tử sanh, xuân qua hạ tới thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Đây là một cái thuyết pháp đối đãi của thế gian. Là sao? Hãy anh chọn cái vui thì anh phải chấp nhận có cái buồn. Vì anh có phải hiểu rằng nhờ có cái buồn anh mới thấy được cái vui. Mình đây mình muốn vui, muốn sướng phải không? Thì mình phải chấp nhận cái buồn và cái khổ. Hiểu ý chúng tôi không? Tức là nhờ có bóng tối mới thấy được ánh sáng nha. Nếu không có bóng tối thì muôn đời mình không biết ánh sáng là gì. Nhờ có khổ đau thì mình mới biết hạnh phúc. Nếu mà không có khổ đau thì quý vị có biết hạnh phúc không? Cảm giác hạnh phúc không? Không biết. Nhưng mà rồi mình cũng phải thừa hiểu rằng bởi vì mình cảm nhận được hạnh phúc thì chắc chắn nó sẽ có cái khổ đau. Cho nên chúng tôi mới dám thẳng thắn tuyên bố rằng là có vui thì sẽ có buồn. Đó, mong vui đi thì phải chấp nhận cái buồn. Có sướng, có khổ, vô thường người ơi. Vì cái pháp vô thường của thế gian, tất cả các pháp hữu vi đều là vô, vô thường đúng không? Mà cái gì vô thường thì cái đó khổ, trong kinh Phật dạy mà. Cái gì vô thường và khổ thì cái đó là vô, vô gì? Vô ngã. Đó. Như hậu Covid hết trơn rồi, nhớ gì trơn. Hôm nay chúng tôi được trở về chùa Tam Bảo, tổ đình của Phật giáo Nguyên Thủy tại miền Trung này. Chúng tôi trên xe chúng tôi còn giới thiệu với các Phật tử khác rồi trở về sân nhà rồi. Đi giảng pháp nhiều nhiều chùa nhưng mà về Tam Bảo giống như sân nhà. Mà nãy giờ thấy toàn là hậu Covid không. Vô thường khổ não vô ngã còn nhớ nữa. Cô thì Chung nhớ không? Có bị nhiễm Covid không vậy? Chúc mừng á, hèn chi mới nhớ chứ mấy người khác quên trần. Thì Phật dạy là các pháp hữu vi là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó khổ hay lạc? Khổ, bài kinh vô ngã tướng đó. Bài kinh thứ hai rất là nổi tiếng trong hệ thống kinh tạng. Bài kinh thứ nhất là kinh Diễn Pháp Luân, bài kinh thứ hai là kinh vô ngã ngã tướng. Này các tỳ kheo, để chúng tôi nhắc luôn đi. Sắc là thường hay vô thường? Chứ tỳ kheo là bạch Đức Thế Tôn là vô thường. Đức Thế Tôn mới giải thích cái gì vô thường thời khổ hay lạc? Đó, trả lời mạnh lên chút để biết chứ. Bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường thời cái đó là khổ. Cái gì vô thường là khổ, có nên cho đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta chăng? Đó. Như vậy thì mình toàn là ngược lại với cái lời dạy Phật không à? Mình toàn là ngược lại. Giống như chúng tôi đọc cái câu mà kết của những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy là khi vị tỷ kheo đã ngộ được Pháp rồi thì sanh đã tận. Ha? Phẩm hạnh đã thành, việc cần làm đã
làm, sau đời sống này không còn tái sanh nữa. Quay lại mình thì sao? Sanh chưa tận, phẩm hạnh chưa thành, việc cần làm chưa làm, sau đời sống này còn sanh tử mãi mãi. Mình là vậy. Cho nên bây giờ mình phải, mình biết mình còn luân hồi sanh tử, thì cái điều đầu tiên chúng ta nghĩ đó là gì? Vui cười thích thú lẽ nào, phải không nè? Pháp cú: khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng, trong đêm tối có hay không, sao không tìm ánh sáng hồng thoát ly. Mình biết mình còn sanh tử luân hồi thì tư lương sao chẳng dọn lòng lo tốt. Khi mình đi đâu xa thì mình chuẩn bị cái gì? Hành trang, đúng rồi, là tư lương. Thì bây giờ mình biết là mình chưa giải thoát được, mình còn phải gì? Sanh tử luân hồi. Thì bây giờ mình phải chuẩn bị hành trang và tư lương. Hành trang và tư lương đây là gì? Đó. Mình đi xa mình không chuẩn bị hành trang tư lương là mình sẽ bị chết ở trong rừng sâu, núi thẳm. Chết đi sống lại, chết đi sống lại, không biết như là. Nếu mình có chuẩn bị tư lương hành trang thì cái hành trình của mình nó bớt đau khổ. Khi chưa biết đạo thì ta mong quả lành, biết đạo rồi thì ta mong nhân lành, biết đạo rốt ráo rồi thì chúng ta nhìn nhân lành và quả lành bằng tâm chánh, chánh niệm, trí tuệ và buông bỏ. Đó, cái tiến trình chúng ta tu nó có ba bước. Cái này hay lắm, nghe ta kỹ để mình thấy hình ảnh lắm. Chúng ta là khi chưa biết đạo thì tâm mình mơ cái gì? Quả lành. Lúc nào cũng mong cho mình được bình an, hạnh phúc, đầy đủ vật chất, của cải, tiền bạc. Mong cho cái quả lành nó mau trổ ra. Phước đâu? Mua giấy số hoài không thấy trúng. Phước đâu hết trơn rồi. Mong cái phước đến với mình. Là những cái người đó thì xin lỗi quý vị, mình tạm gọi là chưa biết, chỉ biết đạo. Kể cả nếu quý vị ngồi trong đây mà còn mong quả lành thì người đó chưa biết, biết đạo. Quả lành không có mong, nó tự động đến ngày nó phải chín nè. Bây giờ mình mới trồng cái cây đó, mình ngồi mình cứ tụng kinh hoài cho cái cây này nó mau lớn rồi ra trái liền cho mình được không? Không. Nghiệp dị thời, quả phải dị dị thục. Nghiệp thì khác thời nhưng quả phải đến thời kỳ chín thì nó mới trổ. Còn mình thuộc cái dạng là trồng cái cây xong ngồi đó niệm Phật, nhìn vô cây mong lớn lên, con lớn, mau lên, mau lên. Rồi vừa lớn lên chút cây, ra trái đi, ra trái đi, cầu mong cho mau ra trái. Trái vừa ra, chín đi, chín đi, chưa kịp chín cái mình thọt xong mình ăn sống luôn. Rồi ăn xài sống cái nó chấm mắm đường nó ngon đó. Tự mình bào chữa thôi chứ xài sống sao mà ngon mà xài chín. Mình là gì? Bây giờ không có nữa. Bây giờ là biết đạo rồi thì mong cái gì nè? Mong nhân lành, tức là mong mình có được điều kiện, có được cái duyên, có được cái phước để mà mình tạo nhân, nhân lành. Bây giờ mà có được cái dịp nào mà tạo phước, tạo thiện nghiệp thì cứ tạo. Tạo liền chứ không để, không để ngày mai. Mình mong vậy, tối ngày cái cầu nguyện cho con đủ tính tấn niệm định tệ, đủ niềm tin, đủ trí tuệ, đủ sự cố gắng để chúng ta làm lành, con làm lành. Mong như vậy đó. Mong sao có sức khỏe để ngồi thiền, mong sao có sức khỏe để học Phật, mong sao có được cái tâm lực để mà vượt qua, là không mong đường đời bằng phẳng nữa, chỉ mong mình đủ sức để vượt qua. Bây giờ không mong quả lành nữa mà chỉ mong nhân, nhân lành. Chỉ mong sao có giảng sư về chùa thuyết pháp để đi nghe đó, là mong nhân lành. Rồi mong có dịp để làm phước. Thì khi mình làm phước rồi thì nó sẽ có quả trổ ra ăn vui. Thì mình nghe pháp, mình làm phước, mình có trí tuệ,
Thì đời sau sanh ra quả trổ ra mình không có khổ. Mà đúng với câu là nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Đầu tiên là vui thấy mình được làm phước đó, nhân lành đó. Sau này quả phước trổ ra phải được vui hơn. Là nói những người nào mà làm phước có trí tuệ đó nghe. Còn mà làm phước không có trí tuệ á thì sao? Nay vui đời sau vui, làm phước thì hai đời vui. Vui thấy mình được làm phước mà quả phước trổ ra không vui hơn. Thí dụ đơn giản là bây giờ nếu kiếp trước mình có bố thí cúng dường, gieo nhân phước vật đó, phước tài đó, đời sau sinh ra mình giàu có, nhưng mà khổ một cái mình không có trí. Mình lại dính mắc trong cái sự giàu có đó. Lúc đó mình trở thành người nô lệ cho cái tài sản đó. Nó trói buộc mình, nó gây cho mình khổ, khổ đau, gây cho mình khổ đau. Sống thì phải lo giữ nó, lệ thuộc nó mà, giữ nó. Chết thì sao? Mắt mở trong tráo à. Nếu mà lúc đó mà ai hỏi thì sao không nhắm mắt đi, nó tức qua sao nhắm. Hỏi tức cái gì? Chưa kịp xài đó. Của chưa kịp xài. Khi ta chết đi, những gì ta xài thì đã mất, mà những gì ta để lại thì người khác xài đó. Khổ một cái là để lại người khác xài. Mình chưa kịp xài, tức quá chưa kịp xài. Thì đó cũng là cái khổ. Cho nên á, con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng. Từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Thì mình xét mình thấy là con người sống trên trần gian này nè, buồn có, vui có, sướng có, khổ có, gian nan có, đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu? Kiếp người là ngắn lắm, cực kỳ ngắn à. Mới thấy đó là mất đó, mới thấy đó, trẻ đó, già đó, tóc xanh đó, bạc đó. Hôm nay chúng tôi gặp lại cô Thị Chung, chúng tôi nhìn không ra. Cỡ như bạch mi ưng dương vậy đó, bạch mi giáo chủ, bạc hết trơn luôn. Sao nó ủa sao lạ vậy? Thì cô nói, cái này xin lỗi cô Thị Chung nha, mà nói bằng thật là cô nói là 2 năm Covid rồi không có đi nhộm được. Vậy xưa giờ là xưa nhìn thấy nhộm không à? Lần đầu tiên. Cô Thị Chung này cổ là Phật tử thuần thành rồi, chúng tôi mới dám mượn hình ảnh này ví dụ, chứ người khác họ không chịu, họ sân si à. Trời ơi, ta trẻ về mà nói ta già, tóc ta đen về nói ta bạc, ta không dám nhận sự thật. Mà cổ cô Thị Chung này cổ là thấm nhận pháp trong ngừ rồi. Thì con già xin nói con già con để con tỉnh thức. Thôi nhắn lắm, nhanh lắm. Hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải dùng. Quan trọng nhất là gì? Thôi thì ta tự đổi thay. Đó, hôm nay chúng tôi muốn quý vị là sao? Phải thay đổi. Chứ vậy hoài không được. Thay đổi từ cách nhìn, từ cách sống, từ cách suy nghĩ. Những cái thói quen trước đây bỏ đi. Thói quen đây là gì? Là buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được, bỏ đi. Bây giờ phải tập. Thay đổi mà. Thay đổi. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng. Chánh niệm là phải thức tỉnh, lúc nào cũng phải ghi nhớ biết mình là cõi tạm phù du, phải nhớ vậy, lúc nào cũng vậy, vô thường khổ vô ngã, phải nhớ liên tục. Giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng, từ bi buông bỏ là xong. Đó, hai câu này phải đi chung nghe, banh ra là nó trật. Chúng ta có từ bi, nhưng mà chúng ta không có buông. Đó. Tại sao? Chúng ta giúp đỡ cho người khác rất nhiều, sống tốt với gia đình và bản thân, người thân, bạn bè, thậm chí người lạ luôn. Nhưng mà rồi chúng ta khổ, tức tối. Để rồi chúng ta phải nói một câu rằng là cuối cùng những người làm cho tôi đau lòng nhất là những người tôi thương yêu nhất. Đó. Có không? Câu này có à.
Cho nên chúng tôi mới nói với chư Phật tử rằng là đến chùa là để làm chi? Đến chùa là để biết đi đúng đường. Đến chùa học tánh khiêm nhường, đến chùa biết sống, biết thương muôn loài. Đến chùa biết bỏ thiệt hơn, đến chùa học hạnh, thương không giận hờn. Tại sao chúng tôi nhắn cái chỗ này? Là bởi vì mình á, ngộ lắm. Thương nhiều thì giận nhiều, thương ít thì giận ít, chỉ có không thương thì mới không giận. Hôm nay mình phải thay đổi là đến chùa học biết bỏ thiệt hơn, đến chùa học hạnh thương không giận hơn, thì mới gọi là từ bi buông bỏ. Thương là từ bi, buông bỏ là không giận. Còn mình thì từ bi mà không buông bỏ. Mình thương là dính mắc, mình đã biết vô thường mà còn phiền não là mình, đã biết phiền não mà còn khổ đau là mình luôn, đã biết khổ đau mà còn trói buộc là mình luôn, mà đã biết trói buộc mà chưa chịu buông nữa cũng là mình. Cho nên hôm nay là thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng. Đó, mình lay động dữ lắm, thấy cứng rắn vậy đó, mạnh mạnh vậy đó, tới cái vài câu ngọt ngào chút là siêu lòng. Từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Thân tâm mình không an lạc thì ở ngoài mình không vui, trong cũng không vui, làm sao nhẹ nhàng được. Hôm nay là có bốn hạng người là ngoài vui mà trong buồn cũng không xong. Mà ngoài vui, ở trong vui nữa mới được. Hôm nay chúng tôi muốn vậy là trong bốn hạng người đó, tức là phải là ở ngoài vui, ở trong vui. Người nay như lá vàng khô phất phơ, đứng tựa cửa mồ diệt vong. Tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Đó, cái bước của mình là mình biết mình còn sanh tử luân hồi, mình còn phải lang thang vạn kiếp, mà cái con đường này là con đường nó dài dài lắm. Hôm bữa chúng tôi tình cờ ngồi trên xe, chúng tôi nghe một câu đố trong đài á, có đố một câu rằng á là con nào dài nhất. Thì cuối cùng cái câu đáp án trong đài trả lời là con gì? Con đường. Ở trong cái đài đó là con đường là dài nhất. Nhưng mà chúng tôi nghĩ cái con đường nó cũng không dài bằng lại con đường sanh tử. Con đường sanh tử là dài nhất. Tuổi thơ sợ lạc hẻm nhà, lớn lên sợ lạc sân ga phi trường. Trầm lưng là một đại dương, chưa nghe ai sợ lạc đường tử sinh. Không nghe. Trầm lưng là một đại dương nha. Sanh tử luân hồi, trầm lưng là nó lớn như một đại dương. Tức là cái con đường mà con đường sanh tử á, là con đường dài, dài nhất chứ không phải con đường đi. Con đường đi thì mình chạy hồi nó cũng có tới, còn con đường sanh tử này là miệt mài sương gió. Cho nên là phải mang theo tư lương hành trang. Như vậy thì hôm nay chúng tôi rất là hoan hỷ được trở về với chùa Tam Bảo, một ngôi tổ đình của Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, do ân đức to lớn của cố hòa thượng Tăng Thống Giới Như Nghiêm thành lập, và chúng ta có được cái cơ sở Phật giáo Nam truyền để cho các Phật tử có điều kiện về đây để mà tu học. Và hôm nay chúng tôi cũng được cái duyên lành đó về đây để chia sẻ cái bài pháp đến cho quý vị. Và pháp hôm nay thì chúng tôi muốn quý vị
Có tựa đề rất là ngắn, đó là vui mà sống. Bây giờ vui cũng sống mà buồn cũng sống thì mình chọn cái nào? Chọn vui sống. Nhưng tôi hay nói vui rằng là bây giờ là vui cũng trả nghiệp mà buồn cũng trả nghiệp. Thì mình chọn cái nào? Chọn vui trả nghiệp. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Cho phép chúng tôi trắc nghiệm quý vị chút. Mình trả nghiệp của ai? Của mình hay của bà kế bên? Của mình. Mình đâu có trả nghiệp cho cái bà kế bên đâu mà sợ. Phước ai nấy hưởng mà, nghiệp ai nấy mang mà. Đâu có mang dùm cái bà kế bên đâu. Của chồng là chồng mang, của vợ là vợ mang. Chứ đừng có tưởng đâu là của vợ mà chồng mang, là của chồng mà vợ mang. Cho nên có một câu là gặp nhau mà thấy nó không vui, nó không biết kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà tôi gặp ông đó thì được. Chứ tôi đâu, tôi không mang dùm cái nghiệp của ông, mà tôi tạo nghiệp gì tôi mới gặp ông. Chúng tôi có một câu cái ví dụ vui là, ví dụ nghe mà nói nó hơi vui chút, là mình có một ông chồng, ông không có được tốt lắm. Ông gây cho mình khổ không à. Cái hình ảnh cụ thể xin mượn ví dụ chút là, cứ tối thì ăn nhậu, ngày thì làm biếng không mần gì hết, không có lo gia đình để khái vậy. Thì mỗi lần mà tối mà ông đi nhậu về rồi say xỉn là mình ra là mình mở cửa mình cằn nhằn dữ lắm. Mình đai nghiến, mình trách móc, rồi mình khóc lóc, rồi mình than vãn, không biết tôi tạo nghiệp gì mà tôi gặp đủ thứ. Thì hôm nay mình hiểu Phật pháp rồi. Thí dụ như tối nay ông có đi nhậu về thì cứ mở cửa ra, nở nụ cười, nói một câu cho nó khỏe: nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó hả? Của mình mà. Thôi mời nhân quả nghiệp báo của em vô đây ngồi, em lấy nước rửa mặt cho. Rồi xong rồi ngoan nghe lên giường ngủ cho nó khỏe đi. Trời ơi, nghiệp báo của tôi đây nè. Vui vẻ mà trả chứ tự nhiên. Bây giờ giận hờn bực bội sân si thì cũng phải rước ông vô thôi. Sao bỏ được? Bỏ ngoài ông ngủ ông trúng gió ông chết sao? Còn mệt dữ nữa. Thôi thì cứ vui vẻ mà trả. Đó, thì hôm nay chúng tôi muốn một cái bài giảng nó có ba chữ thôi: vui mà sống. Đó. Nội dung chúng tôi mượn cái từ là vui mà sống để chúng tôi trình bày theo cái pháp của Phật giáo Nguyên Thủy. À, tức là bốn hạng xoài, bốn hạng người, vân vân và vân vân. Mục đích là chúng tôi muốn cho Phật tử chúng ta là vui mà sống. Bởi vì mình đệ tử Đức Phật, không giống Đức Phật chỗ này cũng giống chỗ khác. Đức Phật thì quá an vui. Ngài an vui từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ chỗ đông người hay chỗ vắng người, bất cứ chỗ nào Đức Phật cũng an vui. Còn mình nhiều khi ra ngoài thì cười cười nói cho nó vui, về nhà khóc chảy gối luôn, khóc ướt gối luôn, nén ở trong lòng á, nhiều khi vậy đó. Vân vân. Bốn hạng người mà. Ngoài vui trong buồn, ngoài vui trong vui, rồi ngoài buồn ở trong vui, mà ngoài buồn ở trong buồn luôn. Nhưng bốn hạng xài. Thế thì trước khi dứt lời cho phép chánh định được nói là tri ân đến Hòa Thượng Diện Chủ, Đại Đức Trụ Trì cùng chư Tăng ở chùa Tam Bảo, đặc biệt là tất cả các Phật tử đã nghe chúng tôi về đây thuyết pháp, đã dành thời gian quý báu của quý vị về đây để nghe chúng tôi chia sẻ. Cũng nhờ quý vị mà chúng tôi đã hoàn thành được cái Phật sự này. Công đức này chúng tôi sẽ thực hành tâm hồi hướng đến tất cả chư thiên, nhất là vua trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương. Cầu xin các ngài quan hỷ dụng nạp. Sau khi dụng nạp rồi, cầu xin các ngài quan hỷ hộ trì cho Phật Pháp được trường tồn bền vững đến 5.000 năm. Cầu xin các ngài quan hỷ mách bảo cho chư hương linh của quyền thất tổ, ông bà cha mẹ. Nhất chúng tôi cũng xin dân Hoàng Phước đến cố hòa thượng, dắt lên cố hòa thượng Giới Nghiêm
cầu mong quả phước này và tất cả chư hương linh ở cảnh giới nào thọ nhận phần công đức phước báo thanh cao, được sự an vui lâu dài, được kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn. Cuối cùng xin cầu chúc toàn thể chư Phật tử luôn luôn được sống an lành hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Sa thu, sa thu lành.